hết quả rồi các bác. Cắt tí cho nó nhìn nó đỡ kinh. Đỡ kinh. Ôi, nó trước quả đây. Có 4 cái quả to bằng nắm tay đây. Mà lá nó to rồi. Thì bây giờ các bác nhìn nó cũng chẳng rõ đâu. Chẳng rõ đâu. Chỉ biết là nó một cây ổi lùn. Cao tầm 30 phân. Cây thiên hướng trực hoành. Cũng rất hay. Đây, tí nữa tôi cắt ra thì các bác xem. Hơi tối tí. Đấy, nứt đố đổ vách, nứt vỏ. Cây này thì vừa mới cắt xong nó bị hết chất các bác. Cỏ nó tùm nó không hở cái chỗ. Hết chất. Cắt qua tí nữa tưới phân cho nó. Cái cỏ này hút dã man lắm. Tưới cái nó hút hết trên mà, chả được ăn cái gì. Cái du. Đấy. Nếu mà có tí vặt được hết lá thì mấy hôm nữa nó lại đỏ chót. Đây đây, như này. Nhìn đỏ này chứ không phải khô đâu nhá. Đây là tươi. Vừa nhổ cỏ cả cái cây chắc kia. Cây chắc kia tốt. Đây, bây giờ làm cái ổ. Làm rồi, vẫn tôi vẫn rất đam mê ổi các bác, nhưng mà trên thành phố thì thôi, nên chơi sành. Ở quê thì có ổi để chơi. Rất mê ổi. Có ba đường cắt là xong. Thì tôi vẫn rất là mê ổi, nhưng mà tôi chơi xanh nó phù hợp hơn. Và thứ hai là bây giờ ổi đẹp ít, khó mua, cũng đắt. Thì chơi xanh, xanh nó vẫn đắt nhưng nó nhiều. Ổi muốn có ổi đẹp cũng khó mua lắm. Đấy, có mấy cây thì còn giữ lại. Ông Ba Bi đây nha. Không phải nghe, không phải nghe. Ờ. Hay nhỉ. Thank you.
đấy thôi. Ủa, nó có cái đặc điểm là cái da rất đẹp, và cái thứ hai là ai mà gắn liền với cái tuổi thơ ở quê ấy, thì từ bé đã sống với cái ổi rồi, chăn trâu rồi ở nhà rồi ăn, nhà nào cũng có đôi cái ổi, nó mọc hoang dại dễ lắm, ăn hạt nó mọc ra thôi, thì nó rất là dân dã và thực tế là cái da nó rất là đẹp, lá nó cũng đẹp, rất nhiều tác dụng. Cái lá này vò vò cái vỏ này làm được nhiều thứ lắm, nó thơm mà. Chát chát thơm thơm. Và cái da là cây đã đẹp. Tôi thích cái da này hơn là da tường vi, nhưng mà tường vi lại chơi dễ hơn là vì nó bò sẹo rất nhanh. Nhưng ổi thì bò sẹo rất lâu. Đấy các bác, chưa bây giờ. Một cái ổi khá hay đúng không các bác? Đừng có đua. Từ trên xuống các bác nhé. Mà lại rất lắm quả nhé. Ổi đông dương chứ gì đấy. Đây. Đấy các bạn, sống rất khỏe, cần gỗ như thế vẫn sống, có hoa quả. Chắc, gỗ chắc. Xanh tốt nhỉ, bác nhỉ. Đấy, xanh tốt, chắc này rất khỏe, phù hợp với cả miền Bắc Trung Nam, rất khỏe. Đang muốn thuê mướn ông nào đấy, ông biết đục cũng đục cho cái tượng ở đây. Thịt nó dày lắm, nguyên cả một cái củ. Thịt nó dày lắm. Nó chắc thật, đúng gọi là chắc thật. Chắc chắn. Đanh, phơi nắng, phơi mưa, đanh rất là đanh. Đây các bác, xong thực coi như là xong ba cây này đi. Chị trường này. Để sang cây phi lao này. Cây phi lao các bác nhé. Cái phi lao rất um tùm. Lâu lâu tôi không về thì nó bị để trong bóng râm, nó bị bỏ một cái tay ở đằng này. Rất là đáng tiếc. Mà ta vẫn có cơ hội để vực lại được. Nó là một cây phi lao rất, cũng rất rụt rịt, rất hay. Tôi cũng chưa thấy cây phi lao nào nó rụt rịt dáng kiểu như này đó. Thì tôi đã lấy, tôi đã mua. Nó rất hay, bây giờ cho cái bể thả nước. Thả nước các bạn. Từ từ cắt các bạn nhé. Nắng lắm, nhanh nhanh không để cho nghỉ trưa thôi. Đó. Cùng họ với lại như là kim thông phi thông nhất đấy tùng, nhưng mà lá rất là thơm, không khét như thông tùng, rất là dễ chịu.
sơ bộ thế là chỉ được lâu lắm không cắt, nó giặt hết xong chết bỏ răng nhiều. Thì phi lan này nếu mà làm răng thì nó bay nó lạc lướt luôn, nó lạc rơi luôn. Nó đẹp. Thì cái này cái con rất là dễ đẹp, bông tán đẹp. Để làm răng nó đẹp, nó đẹp, nó tùng cả nó đẹp tùng. Thế nhưng mỗi bên vàng mà nó lạc rơi, nó không xanh. Đấy, nó là những giải tóc như các bạn xem một số cây phi lan hoàn thiện. Đấy, cái chất liệu nó phù hợp với cái răng đẹp. Những giải tóc, làm cắt những cái tóc. Để tôi sẽ làm sạch những cái đầu răng, còn những cái răng bò và những cái lá nó chết lâu là nó thoáng sạch. Chị lại bông, lâu lắm không à. Thank you.
bác. Nếu mà bác theo dõi trước đây thì cây phi lao này của em nó đẹp lắm, nó mướt. Thì bây giờ là nửa năm nay mới động vào, cho nên là bởi vì một cây hoàn thiện thì các bác thường xuyên chăm chút. Nửa năm nay này nó mọc dài ra thì tất nhiên là cái đầu cành này nó dài đến đây, các bác hiểu không? Thì đầu cành này nó phải đua ra, và những cái dần đây, gần gần đây nó sẽ bỏ đi, nó chết để nhường chỗ cho những cái dài dài này nó mọc ra. Thì đấy, bây giờ nó thành xác xơ này, nhưng mà sau nó sẽ ổn, nó lại ổn nếu mà thường xuyên mình tỉa tót, mình làm đẹp, mình làm sạch sẽ gọn gàng. Suy cho cùng thì cái cây đẹp nó cũng như một cái bài hát hay, một bài hát hay mà người ta nghe giai điệu nó bắt tai thì là cái ăn điểm đầu tiên. Cái thứ hai mới đến ca từ ý nghĩa, thì cây cũng vậy. Cái cây thì về dáng rất đẹp thì ta chưa tạm xét đấy, nhưng cái nhìn đầu tiên thấy sạch sẽ là thấy đáng yêu rồi. Nhiều khi cây nó bình thường rồi nhưng mà nhìn thấy sạch sẽ là thích rồi, các bác công nhận không? Thì các bác nào có cây hoàn thiện rồi hoặc là kể cả phôi thì cố gắng làm sạch sẽ các bác nhé. Đấy, khi em quê thì rất gần nhưng mà lười về, đâm ra là nó mới sinh ra này. Nó là một cây đẹp nhưng mà lại thành ra là giờ lại thành lem nhem. Đấy, cố gắng thì cây phi lao này nó chỗ sống ở cát nhưng mà nó lại ở biển, nhưng mà nó lại rất ưa nước thôi nhé. Rất ưa nước, thả nước rất là thoải mái. Đấy các bác, tổng thể chắc nó cũng cao độ khoảng 1m1 từ mặt chậu lên. Đây, cổ nó đây. Cổ đây. Thân già cỗi, không có sẹo. Líp hết, không có sẹo, có mỗi cây này. Không có sẹo, hoàn toàn cắt giật. Rất ngắn, rất tún. Gốc bồ ngọn chỉ. Đẩy lên đúng ngọn chỉ luôn. Gốc thì gốc bồ. Đẩy lên ngọn chỉ. Rất tự nhiên nhé. Các nhìn này. Đấy, lâu không động vào này. Nhìn này, những cái tay cành nó rụng xuống cái, những cái lá nó ám ở đây. Nó không được sạch, bây giờ làm sạch và xịt nước. Bón phân. Đấy, thì sẽ đẹp nhanh thôi. Nhanh lắm. Nào nhanh. Ra lá thì rất là nhanh. Đấy. Thân nó vặn xoắn luôn, không có sẹo, có mỗi cái sẹo kia rồi, không đáng ngại gì cả. Ok, rồi cảm ơn các bác. Xin phép nghỉ trưa, chiều làm nốt cái cây ổi to và quay một cái video về tổng thể những cây đang có. Ví dụ cái sung này nhìn bẩn bẩn trong bóng người nhưng mà bới ra nhiều quả lắm các bác, cũng làm cái hay. Rồi, cảm ơn các bác nhé.